Wow, trên 200.000 đô, tương đương trên 5 tỷ đồng cho một chiếc nhẫn kim cương hột xoàn. Đây là chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn kim cương này với viên kim cương chủ với thông số chính xác là 11:28. Số đẹp không thủy luôn. Số đẹp mà viên kim cương này, thông số của viên kim cương cũng đẹp từ nước ép. Và nước ép là thuộc nhóm thứ nhất trong tiêu chuẩn 4C của CA thì nó là nhóm 1. Nước ép về độ trắng, độ sạch là VVS1. Nước ép 11:28 là nước viên to, mà nước thì nước thuộc nhóm 1. Đẹp, độ sạch cũng thuộc quá đẹp. Và 3 excellent luôn, thông số chuẩn 3GA rồi. Trọng lượng chuẩn luôn là 4C của GA rồi. Kết hợp với vàng nguyên khối được kỹ năng chế tác, vàng nguyên khối không bọt, không xốp, và kỹ thuật máy móc chuyên nghiệp để chia tỷ lệ ổ cháu cũng như là hiệu ứng ở dưới nền vàng cho viên kim cương lấp lánh. Kết hợp với kỹ thuật chuyên môn cao cấp, thợ cao cấp của Kỳ Lân để nhận hột từ lâm nguội bề mặt đáy của những viên kim cương một cách sạch nhất và kỹ thuật tốt nhất để cho viên kim cương này phát huy tối đa sự phát sáng lấp lánh. Và giá trị chiếc nhẫn này tổng cộng là trên 5 tỷ đồng.